cách tổng quát là những kiến thức tôi học được ở Úc cũng như những kinh nghiệm sống học được ở Úc mang về Việt Nam rất có lợi. Một điều mà tôi rất là thích ở nước Úc, từ phương pháp nghiên cứu, tra cứu tài liệu, xử lý thống kê cho đến các thao tác trong phòng thí nghiệm, các trang thiết bị của họ hầu như là tân tiến. Chính vì vậy về tôi đã chia sẻ những kinh nghiệm này với đồng nghiệp, đặc biệt trong đó là cái tính logic trong nghiên cứu khoa học rất quan trọng và phương pháp của người ta hoàn hảo. Chính vì vậy tôi học tập từ những cái nhỏ cho đến những cái lớn, đúc kết những cái tinh hoa ở bên đó mình mang về mình áp dụng vào Việt Nam. Thì những công trình tiêu biểu của tôi khi về Việt Nam đấy là công trình về sản xuất hạt nhân tạo của cây hoa cúc. Nay ở trên thế giới chưa hề có công trình nào nghiên cứu về hạt nhân tạo của cái giống hoa cúc này. Thì bước đầu tôi đã nghiên cứu thành công và đề tài đã được nghiệm thu thành công. Tôi còn tham gia thêm hai đề tài với là các chuyên gia ở nước ngoài, là đề tài về bảo quản các cái mầm cây thân gỗ, và đề tài này đã được thành công đăng ở tạp chí quốc tế. Ngoài ra một cái đề tài khác nghiên cứu về sự lão hóa của cây thân gỗ và đã được nghiệm thu cũng như đăng tải thành công cũng ở tạp chí của nước ngoài, trong đó có một tạp chí của Úc.